Em kính chào các bác nhá. Buổi hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và anh chị các bạn và toàn thể các bác cái mẫu xe mang tên là Ford Everest, máy dầu số tự động đời 2008 nhá, sản xuất năm 2008 các bác nhá. Chiếc xe biển tư nhân chính chủ biển Hải Dương nhá, biển chiếc xe này biển 34. Chiếc này thì em cũng vừa mới lấy về xong, vừa mới lấy về đến nhà luôn nhá các bác nhá. Và biển 34 chính chủ Hải Dương, chiếc xe này gần khu vực nhà em luôn. Bác nào mà mua chiếc xe này muốn gặp chủ hay muốn công chứng các thứ thì rất là đơn giản, rất là nhanh gọn nhá. Đặc biệt là vấn đề là rút hồ sơ rất là đơn giản và rất là nhanh gọn luôn. Biển 34 5 số rồi. Đấy, biển 34 là biển tính khu vực nhà em luôn mà. Thì em ở Hải Dương, chiếc xe này gần khu vực nhà em luôn nhá các bác nhá. Đây, chiếc xe màu đen xịn nguyên bản, số tự động các bác nhá. Bây giờ em quay qua cái phần số tự động cho các bác xem lướt qua một chút đã. Lát nữa em sẽ quay chi tiết về một số tất cả mọi thứ luôn nhá. Hộp số tự động đây các bác nhá. Hộp số tự động. Xe còn rất là đẹp luôn. Xe còn rất là đẹp nhá. Cực đẹp luôn đấy ạ. Đấy, bác nào mà quan tâm thì bác xem thật kỹ nhá. Cái này thì nó hơi bẩn này. Thực ra chiếc xe vừa mới về một số cái bẩn này em chưa kịp vệ sinh dọn dẹp cơ. Đấy, còn về chất xe thì hoàn toàn là tốt. Đấy, về chiếc xe này thì bác hoàn toàn yên tâm là xe chất luôn. Đấy. Máy chất, số chất luôn nhá các bác nhá. Và trên chiếc xe này thì thân vỏ đẹp, không bị đâm đụng va chạm ngập nước. Những chiếc xe nhà em bán thì các bác biết rồi là xe không có bị tai nạn. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề đấy. Đấy, mời các bác đến xem xe được cảm nhận về chiếc xe này nhá. Nhà em hiện tại máy dầu thì đang có một chiếc nữa. Đây là chiếc Fortuner đời 2009, số sàn, máy dầu, một cầu. Và chiếc đó thì em đang bán với giá là hơn 500 triệu. Và chiếc này thì em đang bán với giá là hơn 300 triệu đây nhá. Số tự động đời 2008. Mời các bác đến xem xe và được cảm nhận về chiếc xe Ford Everest này. Đây, một chiếc xe đăng ký 8 chỗ ngồi, màu đen. Và đặc biệt là chiếc xe này là số tự động nhá. Buổi sáng nay em cũng mới bán một chiếc xe số sàn xong, còn đây là chiếc số tự động mới đây về xong các nhá. Bác nào mà đang quan tâm những chiếc xe về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ tiết kiệm nhiên liệu thì đây là một cái mẫu xe hợp lý cho các bác mua về sử dụng nhá. Máy dầu các bác biết rồi là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn, rất là ít xăng, rất là ít dầu luôn nhá. Xăng thì các bác biết là không mất một giọt nào rồi đúng không ạ? Còn thì dầu thì rất là tiết kiệm luôn, rất là kinh tế. Thời buổi này thì các bác biết là bây giờ mang về chạy dịch vụ thì cái kinh tế là cái quan trọng, là cái hàng đầu đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết, quay gần hơn tới các bác cùng xem. Đấy, chiếc xe này thì còn khá là đẹp. Có cái là vừa rồi mới về xong nhé. Đấy, mới lấy về xong là bụi bẩn vẫn còn ở trên đây. Các bác thấy rằng vẫn bụi bẩn, chưa vệ sinh dọn dẹp đánh rửa gì đúng không ạ? Nhưng mà nước sơn thì rất là đẹp nhá, khi rửa lên thì rất là bóng và rất là sạch sẽ. Quay chi tiết cho bác xem mọi thứ luôn nhá, từ về thân vỏ này, nội thất này, về máy của xe là quay luôn cho bác xem luôn nhá. Và đây là cái phần lốp của xe này đúng không ạ? Form vỏ đây các bác nhá. Đây là phần bên tài đúng không ạ? Lát em sẽ quay bên bên phụ, bên trong nội thất cho bác xem sau. Sơn xi chiếc xe này sạch sẽ, mua về các bác không phải tỉa sơn nữa. Vì bên em lấy là thì ra nếu mà đã quay video đấy thì trước tiên là sơn xi phải là sạch sẽ. Còn chiếc này mới lấy về nhưng mà chủ trước người ta đi người ta cũng dọn dẹp sẵn cho mình rồi, cũng không xước xát gì. Cho nên là em mua về cái em quay luôn cho các bác cùng xem. Sơn xi thì rất là sạch sẽ nhá. Đây là những cái bụi bẩn thôi, không phải là nó xước xát đi đâu các bác nhá. Đây chỉ là bụi bẩn thôi chứ không phải xước xát đâu. Đèn trước đèn sau có thấy rất là sáng đúng không ạ? Rất sáng luôn, bụi bẩn các bác nhá. Em quay gần các bác có thể thấy đúng không ạ? Thực ra em nhà nhiều xe cho nên là cũng để mà nói thì dọn thì cũng chỉ dọn một số cái cơ bản thôi. Những chiếc xe nào mà nó về mua về đấy, nhập về mà nó sửa quá nhiều hay dọn quá nhiều là bên em cũng sẽ không nhập về nữa. Ví dụ như là những chiếc xe mà nó về mua về nó về dọn sơ qua rồi thì bọn em sẽ mua về. Ví dụ như là về chút sơn này, về đánh rửa nội thất vệ sinh thôi, mới lại tỉa một chút sơn hay là một số cái lặt vặt thì bọn em mới nhập về đâu. Còn những chiếc xe mà máy nó kém, số kém đúng không ạ, mà đâm đụng tai nạn thì đặc biệt những chiếc xe đấy bên em sẽ không nhập về nhá. Đấy, cho nên là mấy bác mà đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ đấy, mà đặc biệt là đang để ý kênh bán hàng của em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Mời các bác đến xem xe để được cảm nhận nhé, chạy thử luôn các bác nhé. Bác nào mà ở xa thì xem kỹ và các bác kết nối Zalo để em gửi hình ảnh thêm cho các bác xem. Còn bác nào mà gần thì
cứ đến xem xe thực tế là rõ ràng nhất, đúng không ạ? Đến xem thực tế để được cảm nhận thì nó chi tiết nhất và nó thực tế hơn. Đấy, ngày hôm nay em bán được hai con rồi, một chiếc xe máy dầu đời 2008 màu phấn hồng, và trước đó thì em bán cũng hơn 300 triệu với chiếc xe số sàn. Và bây giờ hiện tại đang viết, đang đặt cọc một khách đang ở trong bãi kia, đang ngồi trong bãi kia, các bác này, đây. Đấy, những người trong đây này, đây, đang ngồi đặt cọc chiếc xe Hyundai Getz của em nhé. Đấy, các bác nếu mà chưa đủ tiền thì đến đặt cọc nhé. Còn bác nào mà đủ tiền thì sẵn cầm xe về luôn. Bây giờ thì đang quay chi tiết cho bác xem phần đầu của chiếc xe Everest này, ở bên phụ, bên phụ xe đấy ạ, bên phụ của chiếc xe. Đấy, đăng kiểm còn đến tháng 7 năm 2020 nhá. Đây, tháng 7 năm 2020 đúng không ạ? Người ta dán nhiều nên là cái này nó lau, các bác lau lên là sạch nhá. Nên là người ta dán nó kiểu keo đấy ạ. Kính thì các bác biết rồi, là lau là sạch ngay đúng không ạ? Đốt là răng đây. Đấy, form vỏ đây các bác xem là cái thân vỏ xe nó rất là căng luôn đúng không ạ? Không hề bị lồi lõm gì đúng không ạ? Bây giờ thì đến cái bước em quay vào bên trong nội thất nhá. Bây giờ thực ra là cũng để em nói là cũng xế chiều rồi, cho nên là về cái chất lượng ánh sáng thì nó sẽ bị giảm đi so với những lúc mà em quay vào lúc buổi chiều, buổi tầm khoảng 1-2-3 giờ đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là về vấn đề tối hay là sáng thực ra là cũng không quan trọng lắm. Các bác cứ nhìn, em cứ quay kỹ cho các bác là được, quan trọng là em quay kỹ đúng không ạ? Rồi ok. Thì đây, bây giờ đây đang quay cho bác xem, đây là cái cánh đằng trên bên lái nhá. Cánh đằng trên bên lái đây, nội thất. Đây, chỉ cần quay gần thôi thì các bác có thể là biết được chiếc xe nó đẹp hay nó xấu đúng không ạ? Đấy, nội thất của chiếc xe này là màu vàng kem, khá là sáng đúng không ạ? Đấy, gương kính hoàn toàn bằng điện nhá. Đấy, đây là cái bậc bệ lên xuống, và đây nội thất bên trong là ghế da. Đấy, vô lăng, tủ số, rồi tắp ngô, các thứ đúng không ạ? Đấy, các bác xem nhé. Đấy, vô lăng đây nhé. Đấy, vô lăng được tích hợp tư khí ở giữa đúng không ạ? Và thiết kế là 4 chấu. Đấy, tắp lô đây nhé. Đấy, xe trang bị cảm biến lùi đặt ở góc đây, có thấy đúng không ạ? Nội thất và ngoại thất chiếc xe này thực ra là nó cũng chỉ có cái hiện tượng là bắn thôi. Đúng ra thì cũng nên cho đi rửa một chút đúng không ạ? Có đi cho rửa dọn vệ sinh một chút, nhưng mà ra là cũng bận, rất là bận, không có thời gian nữa, đi vào đi rửa luôn các bác ạ. Đấy, một bộ ghế da mới nhá, một bộ ghế da còn rất là mới luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay cho bác xem thêm một số các chi tiết khác đúng không ạ? Đấy, cánh đằng sau đây nhá. Cánh đằng sau đây, các bác xem đúng không ạ? Nội thất của xe này khá là sáng và khá là tươi. Đấy, ghế da đúng không ạ? Ghế da trước, ghế da sau rất là đẹp luôn. Đấy, dàn điều hòa của xe đây nhá. Xe được trang bị hai dàn điều hòa độc lập nhá, rất là mát. Đấy, hàng ghế sau đây, như dòng Fortuner hay là dòng Everest các bác biết rồi, là cái hàng ghế sau nó rất là rộng, rất là rộng luôn đúng không ạ? Rất là rộng. Ghế thì các bác có thể gập vào để chờ hàng nhé. Nếu các bác khi chờ người thì này hạ xuống đúng không ạ? Đây, sàn vẫn là sàn lý luôn và được lót cái tấm da ở trên. Đấy, tôi đang quay vào bên trong nội thất cho các bác cùng xem, khá là chi tiết đúng không ạ? Các bác nào muốn xem chỗ nào thì các bác kết nối Zalo nhé, em sẽ gửi cho các bác xem chi tiết đây luôn. Ví dụ như là gầm máy chẳng hạn, thế giấy tờ hay gì đấy đúng không ạ? Các bác kết nối Zalo nhé. Đấy, còn đây là phần tắp ni cửa xe nhé các bác nhé, tắp ni cánh đằng sau. Nội thất của chiếc xe này là màu, chủ yếu là màu vàng kem,
cửa đóng rất là chắc các bác nhá, rất là chắc chắn và nhẹ nhàng. Đây, em quay lốt cho các bác cùng xem về cái tắp ni cửa đằng trên bên phụ đúng không ạ. Đây các bác thấy rằng là nó rất là sáng, nhưng mỗi cái là nó bẩn bẩn thôi đúng không ạ, chỉ hơi bẩn thôi. Hiện tại thì đang đứng bên phụ và quay tới các bác cùng xem về cái táp lô đúng không, về khoang trong nội thất của chiếc xe này. Đây, túi khí ở trên đó, xe được trang bị hai túi khí nhá, hai túi khí an toàn. Và bây giờ thì vẫn như là những chiếc xe khác, em sẽ quay đến cái phần máy của xe nhé, phần máy của chiếc xe nhé. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ lật cái capo lên và quay chi tiết cho bác xem phần máy, bác đợi một chút nhé. Đấy, rồi ok, cái dòng này thì các bác biết rồi, máy của nó là máy mới đúng không ạ, máy to, máy đẹp các bác nhá, máy rất là đẹp luôn, máy rất là đẹp và sáng, rất là sạch sẽ đúng không ạ, máy khô ráo sạch sẽ không chảy dầu nhá, và lỗ êm chạy khỏe mốc. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã quay cái phần máy cho các bác cùng xem đúng không ạ. Nói chung là về chiếc xe này thì về máy số các bác thì yên tâm rồi, máy số ngon, gầm vệ chắc, côn số lái này nhẹ nhàng, số nhảy ngọt ngào các bác nhé, số tự động nhảy rất là tốt. Nhưng mà về số và máy thì ok các bác nhé. Thế là tổng thể của xe là như vậy, thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu chi tiết tới quý vị anh chị và các bạn cùng xem và nghe. Đấy, mời các bác đến xem xe để được trực tiếp cảm nhận luôn nhé. Địa chỉ số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe để cho các bác xem và lựa chọn, giá tiền từ 100 triệu cho tới 500 triệu nhé, cho tới 500 triệu, hơn 500 triệu. Và số điện thoại liên hệ theo hai số là số 0938586307 nhé các bác nhé. Và các bác có thể liên hệ theo một số nữa, đây là số của bà chị gái em, số 0866181628 nhé. Rất nhiều xe đúng không, trong bãi nữa, ở bên đây nữa nhé. Đấy, rồi ok. Em cảm ơn các bác đã quan tâm đến video này của em. Các bác hãy nhấn đăng ký để được theo dõi những mẫu video mới nhất nhé.